Xin kính chào quý vị và các bạn. Như quý vị và các bạn vừa theo dõi trong phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta được biết là viêm đường hô hấp trên không chỉ là một bệnh mà là một tổ hợp bệnh bao gồm viêm mũi họng, viêm xoang, viêm thanh quản. Viêm đường hô hấp trên đa phần là những bệnh có mức độ trung bình nhưng chúng có thể nặng lên ở những đối tượng mẫn cảm và có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng. Chính vì thế mà các chuyên gia y tế cho rằng điều quan trọng trong lâm sàng hô hấp không chỉ là phát hiện chính xác nguyên nhân gây bệnh mà còn xác định được những biến chứng có thể xảy ra để có phương án dự phòng tốt nhất. Chương trình tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề viêm đường hô hấp trên sẽ cho quý vị và các bạn hiểu biết thêm về bệnh để có các biện pháp thăm khám, điều trị và dự phòng hợp lý. Chương trình có sự tham gia tư vấn của các bác sĩ đến từ Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng và Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Ánh Hoa, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng. Trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Ngọc Hiếu, khoa tai mũi họng Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng. Cảm ơn các bác sĩ đã tham gia chương trình. Và chương trình của chúng tôi được thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Tiêu Khiết Thanh cho giọng nói trong sáng hơn. Để được tư vấn về sản phẩm, quý vị khán giả có thể liên hệ qua số điện thoại miền Bắc 0438461530, miền Nam 0862647169. Tiêu Khiết Thanh giúp hỗ trợ điều trị và phòng ngừa viêm thanh quản và khản tiếng. Thưa quý vị, chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề viêm đường hô hấp trên hôm nay được truyền hình trực tiếp từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 10 tháng 5. Chương trình sẽ được phát lại vào lúc 9 giờ 15 phút thứ hai ngày 11 tháng 5 và 14 giờ 15 phút thứ ba ngày 12 tháng 5 trên kênh VTV Đà Nẵng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại địa chỉ website danang.vtv.vn hoặc vtvdanang.vn. Và ngay bây giờ thì quý vị khán giả cũng có thể gửi câu hỏi đến cho các bác sĩ của chương trình để được tư vấn qua số điện thoại 0511 3822429. Và chúng tôi cũng xin được lưu ý là số điện thoại này chỉ có hiệu lực khi chương trình đang diễn ra trực tiếp vào sáng nay và sẽ không còn hiệu lực ở các chương trình phát lại. Và xin được bắt đầu buổi tư vấn hôm nay với câu hỏi dành cho bác sĩ Hiếu. Xin bác sĩ Hiếu có thể cho biết cho khán giả biết tổng quát về cấu tạo của đường hô hấp trên là như thế nào ạ? Cấu tạo của đường hô hấp, trước hết chúng ta phải hiểu toàn bộ cái đường hô hấp. Đường hô hấp bao gồm từ mũi, xoang, họng, thanh quản, khí quản, phế quản và đến tận các phế nang của phổi. Như vậy cái đường đó là toàn bộ đường hô hấp. Còn đường hô hấp trên là từ mũi đến tầng thanh quản. Đó là cái đường hô hấp trên. Thì đường hô hấp trên bao gồm mũi xoang. Trong cái mũi thì ở trong hốc mũi thì có những cái lỗ thông, nó thông vào các xoang. Sau mũi thì đến họng, thì ở cái vùng họng của họng mũi á, họng chia làm 3 phần: họng mũi, họng miệng và họng thanh quản. Thì họng mũi á, là có những cái bộ phận hay bị viêm như VA, và ở đó có hai cái lỗ vòi Eustache nó liên quan đến tai giữa. Tiếp đến là phần thanh quản, thì thanh quản là một cái cơ quan vừa phát âm mà vừa làm hô hấp, cho nên cái đường hô hấp trên là từ mũi xoang đến họng đến thanh quản. Với cấu tạo như vậy thì theo bác sĩ là viêm đường hô hấp trên là như thế nào ạ? Như chúng ta vừa nêu ra thì đường hô hấp trên là từ mũi đến thanh quản. Do vậy, viêm đường hô hấp trên là viêm từ mũi đến thanh quản. Viêm mũi có thể, viêm đường hô hấp trên có thể là riêng biệt, ví dụ như viêm mũi xoang hoặc là viêm họng thanh quản, nhưng cũng có thể là nó kết hợp luôn cả viêm mũi xoang, họng thanh quản. Vậy thì theo bác sĩ thì là đâu là nguyên nhân gây ra bệnh này ạ? Nguyên nhân gây bệnh viêm trên thì có rất là nhiều nguyên nhân. Thường thì những cái nguyên nhân, những cái thay đổi của môi trường nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái đường hô hấp. Tuy nhiên, cái nguyên nhân hay gặp nhất đó là do virus, do vi khuẩn, do nấm, do khí độc. Cái nguyên nhân chính là thường cả hai nguyên nhân là virus và vi khuẩn. Thì cái virus hay gặp nhất của viêm đường hô hấp trên là gồm có những cái loại virus như rhinovirus, coronavirus, adenovirus, virus hợp bào đường hô hấp. Còn vi khuẩn thì
thì có những cái vi khuẩn hay gặp như liên cầu khuẩn, phế cầu và hemophilic influenza. Theo y học hiện đại thì như vậy, thì trong y học cổ truyền thì chắc là cũng có một số lý giải riêng cho nguyên nhân gây bệnh viêm đường hô hấp trên, phải không thưa bác sĩ Hoa? Vâng, trong y học cổ truyền thì cái chứng và viêm đường hô hấp trên được kể trong rất là nhiều chứng. Ví dụ như là chứng tị lậu, tị uyên, hay là hầu tý, hay là chứng khái thấu, hay là chứng thất âm, thì nó cũng mô tả là các cái chứng bệnh của trong cái từ cái viêm mũi đến viêm thanh quản. Và cái nguyên nhân gây bệnh của y học cổ truyền thì cho là nó do cái cảm mạo phong hàn, do cái chính khí suy hư đi, thì khi đó tà khí nó xâm nhập vào cơ thể, nó làm cho cơ thể mình nó bị bệnh. Thì trên cái vùng hầu họng của mình, của mỗi người thì đều có một những cái đường kinh lạc nó rất là nhiều ở đó để nó chống với lại cả cái tà khí khi mà nó xâm nhập vào. Thì khi đó thì có thể mình bị mắc, nên khi mà khi chính khí nó suy thì bắt đầu tà khí bắt đầu nó vào thì nó gây ra một cái phản ứng ngay là bệnh nhân hay sốt, đó là do cái tác động và bảo vệ cơ thể. Thì nguyên nhân thì có thể là do cảm mạo phong hàn hoặc là cảm mạo phong nhiệt. Nếu như mà trên một người khỏe mạnh thì nó sẽ có thể tự khỏi, nhưng mà nếu như mà trong có một con người mình nó có tích những cái đàm nhiệt do có thể uống rượu nhiều, do ăn những cái đồ cay nóng nhiều, thì lâu dần nó tích đàm nhiệt ở trong người cộng hưởng với cái tác nhân gây bệnh bên trong ngoài vào thì nó sẽ gây những cái biến chứng nhiều hơn. Vậy thì theo bác sĩ thì nguyên nhân như vậy thì đâu là đối tượng mà dễ mắc bệnh viêm đường hô hấp trên nhất ạ? Các đối tượng mắc bệnh viêm đường hô hấp trên thì từ người lớn đến trẻ em, và nhất là các trẻ em nhỏ thì nó dễ bị biến chứng hơn. Và nó những cái người mà bị suy giảm miễn dịch hoặc là những cái người mà nó có sức đề kháng yếu thì nó dễ bị mắc phải và dễ bị biến chứng. Khi mà nhiễm bệnh như vậy thì bệnh nhân thường có những cái biểu hiện như thế nào không thưa bác sĩ? Khi mà viêm đường hô hấp trên thì ta sẽ chia làm hai thể, là thể cấp tính và thể mãn tính. Khi với cái bệnh nhân mà viêm hô hấp trên cấp tính ấy, thì bệnh thường xảy ra khi mà có một cái tác nhân tác động vào, thường thường là như vậy. Thì yếu tố thuận lợi của nó như là thời tiết thay đổi, thời tiết đang lúc nóng chuyển sang lạnh, hoặc là uống nước đá, nước ăn kem nhiều, hoặc là ngồi trước cái gió quạt lạnh, hoặc là nằm phòng máy lạnh chẳng hạn vậy, hoặc là cái tiếp xúc với cái môi trường mà nó không khí nó bị ô nhiễm, bụi khói hoặc là khói thuốc lá, hoặc là các cái môi trường mà ẩm mốc thì có chứa nhiều cái vi khuẩn virus, thì nó sẽ gây nên một cái bệnh cảnh. Thì cái viêm đường hô hấp trên đó, nó là một cái tổ hợp nhiều bệnh chứ không phải một bệnh, nhưng mà nó từ cái cảm lạnh này, từ cái viêm mũi họng, viêm xoang, viêm thanh quản như bác sĩ Hiếu vừa nói. Thế nhưng mà tùy thuộc cái cơ quan mà nó bị bệnh chính á, thì nó có những cái biểu hiện ra những cái triệu chứng đặc thù, đặc hiệu riêng. Nhưng mà tuy vậy thì cái hệ thống hô hấp của mình nó có một cái sự liên thông với nhau bằng cái đường khí và bằng đường dịch. Thì nếu như một cái chỗ mà nó bị bệnh thì nó cũng dễ lan tỏa ra cả cái hệ thống như vậy. Thì nó sẽ có một cái biểu hiện triệu chứng nó tương đối là nó thành một cái hình ảnh tương đối là điển hình của cái viêm đường hô hấp trên. Các cái triệu chứng của nó thì có thể bao gồm đầu tiên là sốt. Sốt thì có thể sốt cao hoặc là sốt từ sốt nhẹ đến sốt rất là cao. Nó đến hắt hơi, sổ mũi, rồi chảy nước mũi, nước trong, không có màu, không có mủ, đến ngạt mũi, tắc mũi. Sau đến thì có thể là viêm họng, đau rát họng, rồi ho. Ho thì có thể ho nhiều hoặc là ho ít, có thể có đàm hoặc là lúc đầu thì ho khan nhưng sau có thể là ho có đàm. Rồi nếu như nó vào đến thanh quản thì nó sẽ gây ra một cái là nói giọng mũi, ngạt, khàn tiếng, và đến cuối cùng thì có thể là khàn đặc tiếng. Vâng. Với những biểu hiện như vậy thì như chúng ta cũng đã biết được là viêm đường hô hấp trên không chỉ là một bệnh mà là một tổ hợp bệnh. Và thông thường thì những cái bệnh này là ở mức độ trung bình, và nó có thể sẽ là nặng lên ở những đối tượng mẫn cảm. Vậy thưa bác sĩ Hiếu, bác sĩ có thể cho biết là những biến chứng có thể xảy ra đối với bệnh nhân bị nhiễm đường hô hấp trên
khi mà trở nên nặng ạ? Một trong những cái biến chứng mà hay gặp nhất á, của viêm đường hô hấp là trên, là từ một cái viêm đường hô hấp trên do virus, nó đơn giản nhẹ nhàng, nó chuyển thành một cái đường viêm đường hô hấp trên do vi khuẩn, thì cái đó là hay gặp nhất. Thứ hai thì cái biến chứng từ viêm đường hô hấp trên cấp nó chuyển sang những cái đường viêm đường hô hấp mãn tính, do không có được theo dõi, do không có được điều trị đúng mức. Ví dụ như từ viêm xoang cấp nó chuyển thành viêm xoang mãn tính, nó khó điều trị hơn. Hoặc là từ một cái viêm đường hô hấp trên nó ảnh hưởng đến viêm tai giữa cấp tính, rồi đến qua viêm tai giữa mãn tính, nó khó điều trị hơn. Hoặc là có những cái viêm đường hô hấp trên do không được theo dõi điều trị kịp thời, nó có thể ảnh hưởng luôn cả đường hô hấp dưới, dù gây đến là viêm phế quản, viêm phổi, hoặc có những cái trường hợp viêm họng nó ảnh hưởng đến các cơ quan khác, ví dụ như viêm khớp hoặc là thấp tim, thì thường là do cái viêm họng do liên cầu khuẩn beta tăng máu nhóm A, mình không có được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì cũng nó ảnh hưởng đến như vậy. Hoặc là những cái biến chứng ví dụ như viêm hô hấp trên nó ảnh hưởng đến viêm não, mà cái nặng nề nhất là ảnh hưởng tử vong cho bệnh nhân. Thì thường là có những cái biến chứng như vậy. Rõ ràng là với những căn bệnh tuy là rất là nhẹ, nhưng mà nếu chúng ta không quan tâm đến cái việc điều trị kịp thời thì nó sẽ gây ra những biến chứng mà khó lường, đúng không ạ? Thưa quý vị, qua trao đổi sơ với các vị bác sĩ thì chúng ta cũng đã hình dung được bệnh viêm đường hô hấp trên và những đối tượng dễ bị nhiễm bệnh cũng như là nguyên nhân gây ra bệnh và cả những biến chứng có thể xảy ra khi mà nhiễm bệnh đường hô hấp trên. Và chương trình, mọi thông tin mà quý vị và các bạn muốn gửi đến các vị bác sĩ tham gia chương trình thì xin hãy điện thoại đến đường dây nóng 05113 822 429 để các bác sĩ tư vấn cho từng trường hợp cụ thể. Và quý vị cũng có thể theo dõi chương trình ở địa chỉ trực tuyến là danang.vtv.vn hoặc vtvdanang.vn. Còn bây giờ xin được tiếp tục chương trình với câu hỏi dành cho bác sĩ Hiếu. Trong việc chẩn đoán viêm đường hô hấp trên thì vai trò những kết quả cận lâm sàng nó có vai trò như thế nào trong cái việc mình chẩn đoán và có những phương án điều trị ạ? Như bác sĩ Hoa đã nói thì viêm đường hô hấp trên nó có nhiều triệu chứng, về lâm sàng thì bác sĩ Hoa đã nói rồi. Còn về cái cận lâm sàng thì những cái hay xét nghiệm nhất là cái công thức máu, xét nghiệm máu. Thì xét nghiệm máu ngoài cái chuyện cho mình biết là có một số trường hợp mình có thể phân biệt được là viêm đường hô hấp trên đó do virus hay là viêm đường hô hấp trên đó do vi khuẩn. Thì ngoài cái chuyện đánh giá đó ra thì cái xét nghiệm máu cũng cho mình biết, cho mình tiên lượng được cái mức độ nặng nề nhẹ như thế nào để mình có thể điều trị những cái tiếp theo, những cái phương án tiếp. Ngoài cái xét nghiệm máu ra thì cái cận lâm sàng cũng giúp ích cho chúng ta, đó là cái X-quang. X-quang nó giúp cho chúng ta một số cái vị trí, phát hiện một số vị trí, ví dụ như đánh giá được cái tình trạng của cái xoang, hoặc là một số trường hợp nó ảnh hưởng đến phổi, phế quản, phổi, thì X-quang nó cũng giúp cho chúng ta phát hiện ra một số trường hợp đó. Ngoài ra thì do y học càng ngày càng tiến bộ lên thì cái việc chẩn đoán đó nó dễ dàng hơn nhờ qua nội soi. Thì nội soi có thể cho chúng ta thấy những cái hình ảnh trực tiếp viêm như thế nào, mức độ như thế nào. Ví dụ như soi mũi xoang, soi tai, soi họng thanh quản bằng cái nội soi của bên tai mũi họng. Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi cũng đã nhận được một cuộc gọi từ một quý vị khán giả. Xin mời bộ phận kỹ thuật nối máy ạ. Dạ, xin chào chương trình. Tôi có một câu hỏi, xin muốn hỏi bác sĩ một chút là trường hợp của con gái của tôi là 2 tuổi rưỡi. Cháu thì bị thổ mũi
Thế rồi tôi cũng ra tiệm thuốc Tây mua thuốc về cho cháu uống bình thường, nhưng mà lần này thì sau khoảng 4-5 ngày thì nó vẫn không có cái dấu hiệu đỡ. Thế là tôi mới đưa đi khám ở bác sĩ, phòng khám bác sĩ tư, thì bác sĩ mới nói là cái việc mà uống thuốc ngoài tiệm thuốc Tây như vậy thì nó có rất là ảnh hưởng, không nên dùng kháng sinh, không nên dùng thuốc như vậy, mà nên nhỏ thuốc cho cháu và nhỏ vào mũi bình thường thôi thì nó sẽ khỏi. Nhưng mà suốt đến 2 tuần nay thì tôi nhỏ nó vẫn không có dấu hiệu bị khỏi. Thế thì nhờ bác sĩ tư vấn là bây giờ gia đình là tiếp tục nhỏ thuốc hay là mình có tiếp tục dùng thuốc như thế nào ạ? Vâng, xin cảm ơn anh. Và liên quan đến thuốc Tây thì xin mời bác sĩ Hiếu có thể trả lời cho quý vị khán giả. Cái viêm đường hô hấp trên bình thường, thông thường hoặc là đa phần là do virus. Nguyên tắc thì không virus thì mình không có điều trị kháng sinh. Chỉ theo lý thuyết là như vậy. Chỉ có điều trị là triệu chứng, rồi nâng cao thể trạng, rồi thứ hai là ba là phòng ngừa bội nhiễm. Tuy nhiên cái vấn đề phòng ngừa bội nhiễm á, nó cũng liên quan đến nhiều yếu tố. Ví dụ như là môi trường mà khỏi bụi rồi thì nhiều khi cũng rất là khó. Thứ hai là vệ sinh cá nhân. Thứ ba là cái sức đề kháng của cá thể đó, của con người đó. Thường thì do virus thì thường nó từ khỏi, nó lui là dần trong khoảng 5-7 ngày. Tuy nhiên nếu như nó kéo dài hơn thì có thể nó đã bị bội nhiễm. Khi bội nhiễm thì mình phải điều trị kháng sinh. Thì cái đó tùy theo cái khi đi khám bác sĩ đánh giá nó như thế nào thì có những cái điều trị thích hợp hơn. Thì theo tôi thì anh phải đưa cháu đi khám để có thể là bác sĩ sẽ khám trực tiếp, có thể hỏi thêm những cái câu hỏi khác để đánh giá thêm cái tình trạng của cháu nó như thế nào, phải khám lâm sàng, rồi tùy theo đó mà có thể bác sĩ sẽ cho thêm cho điều trị thuốc nó phù hợp hơn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và như quý vị và quý vị khán giả vừa nghe bác sĩ Hiếu tư vấn thì mong anh có thể dẫn cháu đến khám tại một bệnh viện nào đấy để mà theo dõi bệnh của cháu. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng đã nhận được thêm một cuộc gọi nữa của quý vị khán giả. Xin mời anh chị ạ. Alo mà. Xin mời chị ạ. Dạ, em lo chờ bác sĩ ạ. Alo bác sĩ, chào bác sĩ ạ. Vâng, chị có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ được không? Bác sĩ cho em hỏi là con em năm nay năm nay 52 tháng rồi, 52 tháng rồi mà nó bị ho sổ mũi nhiều. Vâng, vấn đề gì mà chị muốn mà, bác sĩ tư vấn ạ? Cứ lặp đi lặp lại một tháng là nhiều lần lắm. Mà uống thuốc nhiều lắm mà cũng không có được. Thì chị muốn hỏi là bác sĩ là... Cũng có cái bác sĩ khám nhiều nhưng mà trời, con định hỏi bác sĩ là cách điều trị như thế nào mà cháu thấy giúp hết bệnh được không bác sĩ? Xin hỏi chị là chị cho cháu uống thuốc Tây hay là thuốc theo y học cổ truyền ạ? Dạ, bác sĩ họ cho thuốc của mình cũng không có, anh ngồi que cũng không biết thuốc gì. Vâng, với trường hợp mà điều trị khó dứt thì chắc là mong bác sĩ Hiếu có thể tư vấn thêm ạ. Thường thì cái độ tuổi như vậy á, thì hay gặp viêm đường hô hấp trên. Mà đặc biệt là cái độ tuổi như vậy thường là mình phải đi kiểm tra xem thử có VA hay không. Nếu như mà cái VA là khi nãy đã trình bày đó, tức là nó nằm giữa cái đường mũi và họng, cho nên nó thường có cái triệu chứng chảy mũi, rồi ngạt mũi, rồi ho. Cái bệnh đó nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Bây giờ chứ mình cũng không biết được là cái cháu đó có mắc cái bệnh VA hay không. Mình phải đi khám. Đi khám thì bác sĩ sẽ kiểm tra cái vòm xem thử có VA hay không. Nếu như mà cái VA nó viêm đi viêm lại nhiều lần thì ngoài sau khi mà điều trị kháng sinh một đợt cho nó giảm đôi thì mình có thể là nạo cái VA. Đó. Rồi mình sẽ điều trị tiếp thì cái triệu chứng đó có thể nó sẽ giảm đi nếu như bệnh đó là do VA. Còn ngoài ra có thể do một số trường hợp khác, ví dụ như
Còn những trường hợp bị dị vật mũi hoặc là viêm mũi họng là tái diễn nhiều lần thì cái vấn đề vệ sinh nữa. Đó, mình phải chú ý tất cả những cái trường hợp đó. Thì nếu như mà cứ đi cháu bị đi bị lại nhiều lần thì chỉ nên đem đến bệnh viện, bác sĩ sẽ khám để kiểm tra cháu chính xác là cháu đang gặp cái vấn đề gì. À, liên quan bác sĩ vừa rồi thì bác sĩ Hiếu cũng đã cho lý giải một phần về nguyên nhân vì sao mà bệnh cứ tái phát theo y học hiện đại. Vậy thì bác sĩ Hoa có thể lý giải trường hợp này thì như thế nào ạ? Vâng, tôi cũng rất là thống nhất với bác Hiếu, nghĩa là phải khám thực thể xem thử cháu là có bị các cái triệu chứng thực thể được không. Nhưng mà chúng ta cũng biết người ta hay nói là lai ra như tai mũi họng. Nếu như nhiều khi mình chữa đó xong rồi, nó xong đó nó bị lại, bị tới bị lui như vậy, thì nghĩa là rõ ràng là cái đây là cái thể trạng bệnh nhân nó xuống. Nó như đông y người ta nói là chính khí nó hư, thì đông y có thể dùng các cái bài thuốc để nó hỗ trợ cái chính khí lên, cho cơ thể người ta khỏe lên, cho cái sức đề kháng nó tăng lên, thì nó sẽ không bị nhiễm tái như vậy. Đồng thời nói như bác Hiếu nói, đấy là chúng phải thường xuyên là giữ gìn vệ sinh, nghĩa là thường xuyên cho cháu nhỏ nước muối ấm chẳng hạn, hoặc là súc miệng nước muối ấm, thì có thể là nó sẽ phòng tránh được. Vâng, đối tượng bệnh nhân là trẻ em như vậy mà bị tái phát nhiều lần như vậy thì trong y học cổ truyền thì mình có những cái bài thuốc như thế nào để điều trị đối với bệnh mà kéo dài như vậy ạ? Thì tôi đã nói, nếu như mình dùng các bài thuốc thì chắc chắn là phải dùng bác sĩ. Khi đó phải khám thực thể xem là cháu bị tỳ hư hay cháu bị phế hư hay là thận âm. Nhiều cháu nó mới sinh ra thì trẻ em nó hay bị thận âm nó hư, thì phải đến gặp bác sĩ thì sẽ tư vấn và kê toa cho cháu uống các thuốc để nó nâng cao chính khí lên. Nhưng mà ở nhà thì mình có thể tự bảo vệ, nghĩa là bằng cách là vệ sinh hàng ngày, vệ sinh sạch sẽ tai mũi họng, rửa nước ấm, nước muối ấm nóng là một. Cái thứ hai là có thể cho cháu ăn uống những cái thứ mà nó tốt cho sức khỏe, ví dụ như cháu ho, cháu sổ nước mũi thì mình có thể chưng quật với đường phèn chẳng hạn, hoặc là lá hoa hồng bạch á, thì chưng với đường phèn thì rất là tốt cho những cái trường hợp như vậy. Hoặc là một số thứ ví dụ như là lá húng chanh, gọi là cây cốc tần á, thì những cái đó nó hoàn toàn là không có độc với con nít, nó không có độc với cả tất cả mọi người. Thì nhưng mà đối với con nít thì mình càng phải cẩn thận hơn, thì những cái chất không có độc thì mình dùng cho cháu, để mình giã cho uống, chưng với đường phèn cho uống thường xuyên hàng ngày, có thể một tuần thì nó sẽ giảm hết các cái triệu chứng mà mình không cần thiết phải dùng kháng sinh. Đồng thời là cho cháu uống các cái loại vitamin C, các cái loại chất thức bổ, ăn uống thêm. Xin cảm ơn hai bác sĩ và mong là quý vị khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi là lưu ý đến những tư vấn của bác sĩ Hiếu cũng như là bác sĩ Hoa trong điều trị bệnh cho cháu. Tiếp tục thì lúc nãy thì chúng ta cũng đã biết được là những cái vai trò quan trọng của về kết quả cận lâm sàng đối với việc chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học hiện đại. Vậy theo y học cổ truyền thì như thế nào thưa bác sĩ Hoa? Y học cổ truyền thì dùng các cái phương pháp để chẩn đoán là phương pháp tứ chẩn, nghĩa là dựa trên vọng, văn, vấn, thiết. Vọng nghĩa là mình quan sát xem là bệnh nhân là có mệt mỏi không, có chảy nước mũi không, nước mũi nó trong hay là đục hay là vàng. Rồi xem lưỡi bệnh nhân là có rêu lưỡi nó có dày, nó bẩn hay là rêu lưỡi mỏng. Nếu như dày bẩn thì nghĩ đến một cái nhiệt, tương đương với cả trong cái tây y người ta nghĩ đến một cái nhiễm trùng. Còn nếu như nhiễm trùng vi khuẩn á, còn nếu không thì mình nghĩ đến một cái phong hàn, thì đó tương đương với cả một cái nhiễm virus. Còn văn nghĩa là mình nghe tiếng nói của bệnh nhân xem là bệnh nhân nói có trong không, hay là tiếng khàn, tiếng đặc, mất tiếng, hay là cái tiếng ho của bệnh nhân đó thì nó có đàm không, hay là ho khan, hay là cái tiếng thở của bệnh nhân thì nó, cái hơi thở bệnh nhân thở ra nó có hôi hay không, hay thở bình thường. Những cái chứng mà ví dụ như thở hôi này, hay là tiếng ho mà nó đàm đặc vàng các thứ đấy, thì hoặc là đấy thì mình có thể gợi ý đến một cái là nhiễm. Bên tây y, đông y thì người ta nói đấy là chứng nhiệt, mà chứng nhiệt đó thì có thể tương đương với cả một cái nhiễm khuẩn. Và có thể vấn nghĩa là hỏi bệnh nhân về cái tiền sử bệnh như thế nào, bệnh sử như thế nào, đấy là vấn. Và còn cái thứ tư nữa là thiết là xem mạch bệnh nhân. Xem mạch bệnh nhân, và với trẻ em thì có thể xem cái chỉ văn. Và sờ xem bệnh nhân là có nóng hay lạnh, có bị sốt hay không.
thì Tây y, Đông y thì nó không có cái cận lâm sàng, nhưng mà các cái dấu chứng như vậy thì mình có thể chẩn đoán. Và trên đó thì mình quy nạp về bát cương, xem là nó thuộc về âm hay dương, biểu hay lý, hàn hay nhiệt, thực hay hư. Rồi từ đó sẽ đưa ra cái bát pháp để điều trị. Liên quan đến viêm đường hô hấp trên thì có một vị khán giả vừa gọi điện thoại đến chương trình. Xin mời anh chị ạ. Bác sĩ cho hỏi là tôi là năm nay là 48 tuổi, ở Quảng Nam. Vừa rồi là cách đây 7 năm á, là tôi có đi khám ở bệnh viện huyện Thanh Hóa mà, là họ nói là bị viêm xoang, bể vết ngang, đã chụp phim và nội soi, mà trong khi gì uống thuốc, cách hết thuốc á là khoảng tháng sau là bị lại. Mà ngày gần đây là tôi bị đau cái cổ tay á, nhức đầu. Trong khi mỗi lần ví dụ như muốn hót karaoke là tự nhiên nó bị ngắt giọng, ngắt giọng nó lên hót không nó khon, ngắt giọng nó đổi tiếng. Này, nhỏ bác sĩ là tôi phải bị viêm đường hô hấp đây không? Vâng. Liên quan đến câu này thì xin mời bác Hiếu ạ. Như chúng ta đã biết á, khi này đã trình bày á, thì viêm đường hô hấp trên thì gồm từ mũi tới thanh quản là, cho nên bệnh nhân này thì chắc chắn là bị viêm đường hô hấp trên. Còn cái vấn đề điều trị, chị hỏi khi này là có hỏi về vấn đề điều trị hay đó. Là chị hỏi là biết là quý vị khán giả vừa rồi là cũng có nói là mua thuốc ở một bệnh viện huyện, vâng, thì có điều trị. Không, sau đó thì cả đó là viêm đường hô hấp trên là cái điều chắc chắn rồi. Còn bây giờ thì vấn đề điều trị thì cái viêm xoang, anh đi khám là có viêm xoang rồi vèo vết ngăn, thì bây giờ xin tư vấn cái phần đó cái đã. Thì cái viêm xoang thì bây giờ chứ mình phải khám để mình xem thử cái mức độ nó như thế nào, tùy theo mức độ mà mình có thể điều trị nội khoa hay là phải phẫu thuật. Cũng như vậy đối với cái vắt ngăn, nếu như trường hợp mà vắt ngăn nó vèo nhưng mà vèo ít, nó không có ảnh hưởng đến cái lưu thông của cái mũi thì cũng chưa cần thiết phải phẫu thuật. Nhưng nếu như cái trường hợp đó mà vèo nó ảnh hưởng đến lưu thông mũi thì chúng ta phải phẫu thuật. Do vậy cái trường hợp này thì anh nên đi khám để bác sĩ tư vấn cho rõ ràng là tiếp theo là mình phải điều trị như thế nào. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Mong rằng anh quý vị khán giả vừa đặt câu hỏi cho chương trình thì lưu ý đến những điều mà bác sĩ Hiếu vừa tư vấn. Và liên quan trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng có nhận được một số câu hỏi của một số vị khán giả. Xin được gửi đến bác sĩ Hoa trước tiên. Bố tôi bị viêm thanh quản mạn tính đã nhiều năm nay. Tôi được biết tiêu khiết thanh giúp hỗ trợ điều trị viêm thanh quản mạn tính và đã mua về cho bố sử dụng được 3 tháng nay. Và bố tôi nói cơ thể đã có dấu hiệu khỏe mạnh hơn trước. Xin hỏi bác sĩ về hiệu quả của các thành phần thảo dược như là rễ quạt, bồ công anh, sói rừng trong sản phẩm này là như thế nào ạ? Trong cái tiêu khiết thanh thì có 4 thành phần là hoàn toàn là thảo dược. Và như khán giả đã hỏi thì cái rễ quạt đó, còn gọi là xả can, thì nó có cái tác dụng, nó có cái tính vị là đắng hàn, nó vào kinh can phế và nó có tác dụng là thanh nhiệt giải độc, tán huyết tiêu đàm. Và đây là một cái vị thuốc mà được coi là vị thuốc quý để mà điều trị trong cái viêm họng, viêm amidan có mổ, có các cái chứng mà hàn tiếng, ho ra đàm, và ngoài ra là nó có trị chứng sốt mà có lạnh run. Thế dùng liều từ 3 đến 6 gram một ngày. Nhưng mà với những cái bệnh nhân mà bị tỳ vị hư, như là bệnh nhân mà hay bị đi chảy, lạnh bụng mà đi chảy đó, thì không nên dùng nhiều và có thể có hạn chế cái liều lượng thấp xuống. Còn vị bồ công anh thì nó cũng là một cái vị thuốc rất là quý. Đối với bồ công anh của Trung Quốc á, thì người ta dùng toàn thân cả rễ. Còn bồ công anh Việt Nam thì người ta dùng cái toàn thân lá cây thôi, bỏ rễ đi. Đấy. Và cái tính vị của nó là vị đắng ngọt mà tính hàn.
nó vào kinh, vị, tiểu trường và đại trường. Có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, tán kết. Nó làm cho hết sưng đi, hết sưng, hết đau. Đấy, thì ngoài ra thì nó có các tác dụng ức chế các vi khuẩn như là tụ cầu vàng, liên cầu, tán huyết, phế cầu, não mô cầu, trực khuẩn bạch hầu, chống nấm, chống virus. Và cái công dụng của nó thì trị các cái mụn nhọt, sưng đau cấp tính lên, viêm amidan, có mổ, hoặc là viêm tắc tuyến vú. Có thể dùng ngày đến từ 8 đến 16 gram. Cái vị sáo rừng cũng là một vị thuốc đông y, có thể dùng toàn cây hoặc là rễ. Nó có tác dụng là hoạt huyết, tiêu viêm, giảm đau, nó khu phong trừ thấp, giải độc, tăng cường cái miễn dịch. Thì có thể áp dụng điều trị trong cái trường hợp bệnh nhân bị cảm mạo, viêm phổi, ho lao, u nhọt, lị trực trùng, thấp ngoài khớp, đau lưng, kinh nguyệt không đều. Ngoài ra thì cái lá của nó giã ra thì có thể đắp vào cái vết rắn cắn cũng rất tốt. Liều lượng của nó dùng từ 15 đến 30 gram trong một ngày. Ngoài ra trong cái tiêu khiết thanh còn có cái vị bán liên, bán biên liên. Thì bán biên liên nó cũng là một cái vị thuốc tốt. Nó là cái tính của nó cay, tính bình, có tác dụng lợi niệu, tiêu thủng, thanh nhiệt giải độc. Cũng để điều trị viêm họng, viêm amidan, chữa các mụn nhọt, sang lở, sốt rét. Sốt nghĩa là có những cái cơn rét lên kèm theo đấy. Và có thể điều trị cái ỉa chảy hoặc là chia tiêu thủng trong cái xơ gan cổ trướng. Có thể dùng liều đến 40 gram trong một ngày. Toàn cây của nó có thể đắp, giã ra thì đắp với vết rắn cắn hoặc vết các cái côn trùng cắn, nó cũng rất là tốt. Vâng. Rõ ràng là qua những thông tin mà bác sĩ Hoa vừa cung cấp thì chúng ta thấy rằng là những thành phần thảo dược như là rễ quạt, bồ công anh hay xoái rừng thì ngoài có tác dụng là điều trị những bệnh viêm đường hô hấp trên thì còn có thể điều trị những bệnh khác nữa. Đúng không? Vâng. Và chương trình hôm nay thì vừa nhận được một câu hỏi điện thoại từ một quý vị khán giả. Xin mời anh chị ạ. Chào bác sĩ ạ. Dạ con năm nay 33 tuổi. Mà con năm ngoái là con 26 bị amidan. Con cắt cũng gần được một năm rồi. Mà sao giờ cũng hay bị viêm họng mà khạc khạc cái cổ bác ạ. Liên quan đến bệnh nhân này thì xin mời bác sĩ Hiếu. Chắc là bệnh nhân hỏi cách điều trị. Dạ, chắc là vậy. Thì viêm họng, viêm amidan thì nó hay gặp trong cái điều trị trong cái bệnh của viêm đường hô hấp trên. Viêm amidan thì tùy theo cái mức độ viêm hoặc là tùy theo số lần bị viêm mà chúng ta có những cái theo y học hiện đại thì sẽ có những cái điều trị khác nhau. Ví dụ như trong trường hợp mà viêm cấp thì thường thì chúng ta điều trị bằng nội khoa, tức là bằng uống thuốc. Nếu như trường hợp mà bị viêm amidan tái phát nhiều lần trong năm hoặc là kéo dài nhiều năm thì chúng ta có cái chỉ định là cắt amidan. Còn trường hợp viêm họng thì ngoài cái chuyện điều trị bằng thuốc ra thì chúng ta phải nên giữ ấm, vệ sinh cái đường mũi họng, thì cái đó nó rất là quan trọng. Thứ hai là khi mà thay đổi thời tiết chúng ta phải giữ ấm, vì khi mà thay đổi thời tiết mình cứ hít cái không khí lạnh vào thì cái đường mũi, đường họng chắc chắn là nó có thể bị viêm. Nên ngoài cái chuyện đó chúng ta phải giữ ấm, đi đường bịt khẩu trang, rồi phải nâng cao cái thể trạng như vậy. Vâng. Mong là quý vị khán giả vừa rồi hỏi về bị viêm họng sẽ lưu ý những cái tư vấn mà bác sĩ Hiếu vừa cung cấp. Ngoài ra thì tôi cũng có thể bổ sung thêm, ví dụ như cái chất tiêu khiết thanh của mình, cái nó cũng rất là giúp trong cái trường hợp hữu ích trong trường hợp này. Nghĩa là nó làm tiêu viêm, tiêu sưng, nó giảm đau và nó làm cho bệnh nhân là nói giọng nó trong sáng hơn, thì nó tiêu được cái amidan, viêm được amidan. Như hồi nãy tôi giới thiệu từng cái vị thuốc trong đó này, nó có tác dụng để mà chữa viêm họng, viêm amidan cũng rất tốt. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Có một vị khán giả
gửi câu hỏi đến cho chương trình. Em nói rằng em nghe nói bị khản giọng mất tiếng là do viêm họng thì ngậm nước muối là tốt. Vậy xin hỏi bác sĩ là ngậm nước muối loãng tốt hơn hay là nước muối đặc tốt hơn? Và gần đây thì em đang uống tiêu khiết thanh mỗi khi bị khản giọng và thấy hiệu quả tốt. Xin hỏi bác sĩ là dùng sản phẩm tiêu khiết thanh kết hợp với nước muối có được không ạ? Trước hết xin trả lời là cái dùng nước muối mà để mà ngậm họng thì nên dùng nước muối loãng. Nó nhạt mức độ vừa phải như mình ăn nếm canh là vừa, nếu như mình tự pha. Còn tốt nhất là mình có thể mua cái dung dịch nước muối sinh lý là 9 phần ngàn ở tiệm thuốc Tây về mình dùng rất là tốt. Và cũng nhắc bệnh nhân là nếu như mình pha nước muối để mà ngậm họng và súc miệng và nhỏ nước muối thì nên pha bằng nước sôi để nguội, tuyệt đối không được dùng nước máy. Nước máy trong nhiều khi nó có những cái thành phần vi khuẩn các thứ thì nó không tốt. Và mình ngậm thường xuyên thì rất là tốt. Và ngoài ra thì bệnh nhân hỏi là nếu như mà dùng cái này, dùng nước muối kết hợp với dùng cái tiêu khiết thanh thì rất là tốt. Nó không có gì chống đối nhau và nó bổ sung hỗ trợ cho nhau, nó tốt hơn. Vâng. Liên quan đến sản phẩm tiêu khiết thanh thì có một bạn nữa muốn hỏi bác sĩ Hoa. Cháu làm nhân viên kinh doanh nên phải nói rất nhiều và hay bị mất tiếng. 2 tháng trước cháu được tư vấn mua tiêu khiết thanh về dùng. Sau khi dùng thì cháu thấy giọng nói của cháu bước đầu có khỏe hơn, trong hơn. Xin hỏi bác sĩ là cháu dùng tiêu khiết thanh lâu dài có được không ạ? Với cái tiêu khiết thanh thì người ta đã cho một cái thông tin là mình dùng cái liều lượng với liều là 2 đến 3 viên một lần và ngày uống 2 lần. Trong có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng thì vẫn tốt và nó sẽ hỗ trợ để mà tại vì đây là một cái bệnh mãn tính thì dùng nó về dùng kéo dài lâu ngày thì nó hỗ trợ điều trị tốt hơn. Vâng. Nên xin cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị, chương trình tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề viêm đường hô hấp trên đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV Đà Nẵng. Quý vị khán giả có thể gửi đến những mọi thắc mắc cũng như câu hỏi liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp trên đến các vị bác sĩ tham gia chương trình ngày hôm nay qua số điện thoại là 0511 3822 429. Và quý vị, chương trình của chúng tôi cũng đồng thời được phát trực tuyến trên website www.danang.vtv.vn hoặc vtvdanang.vn. Tiêu khiết thanh giúp hỗ trợ điều trị và phòng ngừa viêm thanh quản và khản tiếng. Thưa quý vị, chúng ta cũng vừa được hai bác sĩ Hiếu và bác sĩ Hoa đến từ Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng và Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng cung cấp những thông tin rất là hữu ích liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp trên về triệu chứng bệnh, nguyên nhân gây bệnh, đối tượng gây bệnh và cả những biến chứng cũng như là có một số phương pháp điều trị. Vậy tiếp tục chương trình thì xin được hỏi bác sĩ Hoa. Thông thường thì có nhiều bệnh nhân cho rằng là viêm đường hô hấp trên là có thể tự khỏi. Vậy ý kiến của bác sĩ Hoa là như thế nào ạ? Vâng, bệnh hô hấp trên thì nó phần lớn là tự khỏi được. Nhưng mà cũng có khi là chỉ sau 3-4 đến 6 ngày sau, 3-4 ngày sau thì sau khi ấy thì bệnh nhân lại bị một cái gọi là bội nhiễm thêm cái vi khuẩn. Thì lúc đó là chúng ta phải cần thiết mới dùng đến kháng sinh. Vậy ý kiến của bác sĩ Hiếu thì như thế nào ạ? Ý kiến của tôi là như thế này. Chúng ta phải quay trở lại cái nguyên nhân gây bệnh. Nếu như mà cái nguyên nhân gây bệnh viêm đường hô hấp trên mà do vi khuẩn thì chúng ta phải sử dụng kháng sinh. Sử dụng kháng sinh thì phải đủ liều, đúng liều. Nếu như mà nguyên nhân gây bệnh do virus thì trên lý thuyết thì chúng ta không sử dụng kháng sinh mà chỉ điều trị triệu chứng. Điều trị hỗ trợ và vệ sinh. Tuy nhiên cái vấn đề mà giống như tôi vừa trình bày, tôi đã nói là cái vệ sinh, cái điều trị hỗ trợ đó nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Môi trường, nếu như mà cái môi trường trong lành thoáng thì nó rất là tốt, nhưng mà môi trường bụi này, khói này thì chúng ta phải rất là dè chừng. Thứ hai là vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân cũng có vệ sinh tại chỗ và vệ sinh toàn thân. Vệ sinh tại chỗ thì cơ quan bị bệnh thì chúng ta phải để ý. Ví dụ như mũi họng thì chúng ta nhỏ mũi, rửa mũi, họng súc họng. Ví dụ như vậy.
Còn cái vệ sinh ngoài ra chúng ta phải nâng cao thể trạng, nó rất là quan trọng. Chúng ta cái phòng ngừa bội nhiễm là cái vấn đề mà chúng ta phải lưu ý trong cái viêm đường hô hấp trên. Vì nếu như mà viêm đường hô hấp trên mà có những cái biểu hiện nó nặng lên thì chúng ta phải khám lại, tùy theo thì cái từng trường hợp cụ thể, từng mức độ mà có thể làm thêm những cái xét nghiệm hoặc là những cái khác để mình chẩn đoán cho đúng, điều trị cho nó kịp thời. Bác sĩ vừa đề cập đến những cái dấu hiệu mà bệnh khi trở nặng, vậy bác có thể cho biết cụ thể được là đâu là những dấu hiệu khi mà bệnh trở nặng ạ? Ví dụ như viêm đường hô hấp trên, giống như bác sĩ Hoa nói, thường là do virus. Thì thường do virus thì tùy theo cái cơ quan bị bệnh, ví dụ như bị bệnh mũi xoang thì thường nó hắt hơi, chảy mũi, ngạt mũi. Chảy mũi thì chảy mũi trăm thôi. Còn nếu như mà nó chảy mũi đục, hoặc là nó nặng mặt, hoặc là nó đau đầu nhiều, kéo dài thì mình phải cảnh giác là nó đang bị bội nhiễm, thì mình phải đi khám. Hoặc là những cái trường hợp bị đau họng, viêm thanh quản, và nếu như mà do virus thì nó bị 5-7 ngày thì nó giảm. Nhưng mà nếu như trường hợp nó kéo dài nhiều hơn, diễn tiến cái triệu chứng nó có vẻ nặng hơn, nó ho nhiều hơn, ho khạc đờm đục, giọng thì khàn nhiều hơn, thì những cái triệu chứng đó là những cái triệu chứng trở nặng. Hoặc là những cái trường hợp mà trẻ em có ngoài cái triệu chứng đó nó có dấu hiệu thêm khó thở hoặc là thở nhanh, thì mình phải xem nó có thể là ảnh hưởng đến cái đường hô hấp dưới, hoặc là như viêm phế quản hoặc viêm phổi. Lúc nãy thì bác sĩ cũng vừa đề cập đến việc là nâng cao thể trạng là một trong những cái cách để mà bệnh nhân có thể phòng ngừa được bệnh. Vậy thì làm cách nào để mình có thể nâng cao thể trạng, thưa bác sĩ? Thứ nhất là cái vấn đề nâng cao thể trạng nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ngoài cái chuyện mà yếu tố môi trường thì cái vệ sinh cá nhân thì mình phải rửa tay thường xuyên, bởi vì cái viêm đường hô hấp trên cái tay của mình cứ hay tiếp xúc với mũi họng, vậy mình phải vệ sinh, mình phải rửa tay hàng ngày. Đi đường thì mình phải bịt khẩu trang, hoặc là những cái môi trường mà bụi bặm thì mình phải có cái bảo vệ. Làm việc thì mình có phải bảo hộ lao động, hoặc là mình phải tập thể dục hàng ngày. Những cái biện pháp đó nó làm cho con người mình khỏe hơn. Xin cảm ơn bác sĩ Hiếu. Chương trình vừa mới nhận được một câu hỏi từ phía khán giả. Xin mời anh chị ạ. Dạ, chào bác sĩ. Xin mời chị đặt câu hỏi cho bác sĩ ạ. Alo, chào bác sĩ. Em năm nay 23 tuổi. Em năm nay 23 tuổi. Em hay bị đau cổ họng và rát cổ họng. Hắt hơi nhiều và chảy nước mũi. Hai bị ngứa hai bên lỗ tai, tức ngực. Mà em đi khám bác sĩ là bác sĩ nói là em bị viêm đường hô hấp, mà uống thuốc vẫn không thấy hết. Mà hiện tại là em mang thai một tháng. Liệu có ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Bác sĩ cho em ý kiến ạ. Vâng, có nghĩa là chị vừa bị bệnh viêm họng, đau và đang có em bé được một tháng ạ. Liên quan đến việc này thì xin mời bác sĩ Hiếu trước ạ. Giống như bệnh nhân này khai thì chảy mũi, rồi hắt hơi, rồi rạc cổ, ho, rồi đau tức ngực nữa, rồi ngửa tai nữa. Thì cái này chắc chắn là cái viêm đường hô hấp trên nó có bị rồi. Thì tùy theo cái mức độ, bệnh nhân này thì đang có thai nữa, cho nên vấn đề sử dụng thuốc nó cũng hạn chế. Mình theo tôi thì bệnh nhân này phải đến bệnh viện khám, kiểm tra xem từ cái mức độ như thế nào, chứ không có nên dùng thuốc lung tung được. Đó, nên bác sĩ sẽ khám xem thử mức độ viêm đường hô hấp nó như thế nào, mức độ viêm mũi như thế nào, họng như thế nào, tai nó có vấn đề gì không mà hay ngứa. Thứ hai là
thêm bệnh nhân này khai thêm tức ngực nữa. Mình tức ngực thì bệnh nhân khai như vậy, mình phải kiểm tra cái phần ngực gồm có là thứ nhất là phổi, thứ hai là tim mạch đó, để mình có thể điều trị cho nó phù hợp. Vâng. Như chị vừa rồi thì chị cũng được nghe tư vấn từ phía bác sĩ Hiếu theo y học hiện đại. Vậy thì theo y học cổ truyền thì bác sĩ Hoa có tư vấn như thế nào đối với bệnh nhân này ạ? Tôi cũng thống nhất với bác Hiếu. Nghĩa là với một bệnh nhân có thai nhi như vậy thì cái thuốc dùng là mình phải cân nhắc giữa cái cần thiết dùng hay không cần thiết dùng. Thì phải khám thực tế lâm sàng thì mới biết được. Như bác Hiếu nói là nghĩa là mình phải đến mình khám kỹ xem cái thuốc này, bệnh này có cần thiết phải dùng thuốc đến mức độ nào thì bác sĩ mới cho kết luận được. Còn về mặt y học cổ truyền vậy, nếu như ở cái mức độ mà bệnh nhân chỉ là nhẹ thôi, nó không cần thiết phải dùng kháng sinh thì mình có thể dùng y học cổ truyền mình điều trị. Mình có thể cho thường xuyên là phải, trước hết là lúc nào mình cũng phải thường xuyên ngậm nước muối và súc miệng nước muối vào nhỏ mũi bằng nước muối nóng. Để sau đó thì mình có thể nâng cao cái thể trạng của mình lên bằng có nhiều phương pháp như bác Hiếu hồi nãy cũng nói, hoặc là các phương pháp như tập thể dục, như xoa bóp cơ thể cho các cái đường kinh mạch nó thông, rồi có thể dùng các cái bài thuốc đông y để cho nó hỗ trợ các cái nội tạng lên. Vâng, bài thuốc đông y thì bác sĩ có thể tư vấn được một số bài thuốc như thế nào? Bài thuốc đông y bây giờ có tư vấn cũng rất là khó. Tại vì nó rất là nhiều bài, nó tùy theo thể. Thể tỳ hư ra sao, như hồi nãy tôi nói, phế hư ra sao, thận hư ra sao thì rất nhiều bài. Thì cũng như các bác sĩ tây y cũng thế, nghĩa là mình phải khám thực tế lâm sàng như thế nào và mình mới cho được cái bài thuốc nó hợp lý với cái bài như vậy. Vâng. Ngoài có một thực tế hiện nay là rất nhiều bệnh nhân sử dụng thuốc kháng sinh tùy tiện, vậy thì không theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Vậy thì thưa bác sĩ Hiếu, việc sử dụng thuốc kháng sinh như vậy thì có ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân khi mà bị bệnh viêm đường hô hấp trên không ạ? Tôi cũng đồng ý với chị là cái vấn đề sử dụng kháng sinh hiện nay nó rất là phức tạp. Đi đâu cũng có thể mua được kháng sinh, ra ngoài tiệm thuốc là kháng sinh gì cũng có. Thì cái đó nó là vấn đề đang cần được giải quyết ở trong ngành y tế. Cái sử dụng kháng sinh thì phải có theo chỉ định của bác sĩ. Thường thì cái viêm đường hô hấp trên chúng ta, nếu như mà thường do virus thì nó không phải sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên những cái trường hợp mà bội nhiễm chúng ta phải sử dụng. Thì nếu như sử dụng thì phải sử dụng như thế nào cho nó phù hợp. Nếu như mà sử dụng lung tung có thể là ảnh hưởng đến một số cái biến chứng hay gặp như là dị ứng kháng sinh, hoặc là sử dụng quá liều kháng sinh chúng ta không kiểm soát được, hoặc là trường hợp mà đề kháng kháng sinh. Những cái yếu tố đó thì khi bị bệnh, nếu như được chúng ta phải đến khám để bác sĩ xem tư vấn dùng kháng sinh hay không. Nếu như dùng kháng sinh thì phải dùng như thế nào, bao lâu, liều lượng như thế nào cho nó phù hợp với từng cái tác nhân gây bệnh. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ Hoa, lúc nãy thì bác sĩ có đề cập đến việc là để mà điều trị những cơn ho thì mình có thể dùng những bài thuốc dân gian như là dùng hoa hồng bạc chân với đường phèn, hay là rau tần mà chân với đường phèn. Vậy thì còn có phương thức điều trị mà bằng kinh nghiệm nào khác nữa không thưa bác sĩ Hoa? Cái dùng dân gian của mình thì rất là nhiều, rất là phong phú. Và nếu như ho thì có thể ví dụ như đơn giản thì có thể dùng như là hoa hồng bạch này, rồi gừng này, có thể chưng đường phèn, hoặc là cái lá húng chanh, hoặc là gọi là rau tần đó, chưng thì cũng rất là tốt. Hoặc là có thể lá hẹ cũng hấp với đường phèn, uống cũng rất là tốt, vừa ăn cả lá cũng rất tốt. Hoặc là về mùa thu mà hanh khô á, háo khát mà hay bị viêm họng, viêm mũi trong thôi, thì nó mình dùng cái quả mơ là mình có thể dùng tươi, mình uống nước siro, hoặc là mình có thể làm thành cái gọi là ô mai, tức là muối đi rồi cho thêm gừng và cam thảo vào thì nó tạo thành ô mai, thì nó cũng có tác dụng là nó chữa ho và nó giải khát, nó tăng sinh tân, giải khát.
Đấy. Hoặc là cái cây dâu, cái cây dâu của mình cũng rất là tốt. Lá dâu á, thì có thể dùng để chữa cái ho do phong hàn. Còn cái rễ, cái vỏ của rễ dâu, thân dâu thì chữa các cái viêm nhiễm sâu hơn, nghĩa là ho do có nung mủ thì cũng rất là tốt. Còn ngoài ra thì kinh nghiệm thì rất là nhiều, thì kể thì cũng rất là khó. Nhưng mà nếu như mà mình điều trị đông y á, của cái phương pháp điều trị đông y của cái hô hấp trên, thì người ta thường là có 3 hình thức để điều trị. Trước hết là người ta dùng cái thuốc uống trong. Uống trong và gồm có thuốc thang hoặc là thuốc hoàn. Thuốc thang thì có thể viết thành thang ra uống, hoặc thuốc hoàn như cái tiêu khiết thanh như hồi nãy tôi nói. Hoặc là dùng tại chỗ thì người ta có thể dùng các cái thuốc mà người ta chế ra rồi người ta thổi vào mũi, hoặc là sông, hoặc là xúc, xúc mũi hoặc xúc họng. Hoặc là các cái thuốc để mà, ngoài ra thì còn có cái phương pháp thứ ba là phương pháp châm cứu để điều trị. Còn các cái thuốc uống trong á, thì cũng, hay là các cái phương pháp này thì người ta cũng đều dựa trên điều trị trên cái phương pháp gọi là bát pháp mà đưa ra được từ cái chẩn đoán bát cương hồi nãy. Hồi nãy tôi có nói, thì bây giờ mình đưa ra cái bát pháp để điều trị thì nó phải phù hợp. Thì ở đây tôi nói luôn cái mức độ điều trị đó là người ta nếu như cảm mạo phong hàn thôi thì người ta sẽ phát tán cái phong hàn cho giải biểu nó ra, cho toát mồ hôi ra. Thì cái cảm mạo phong hàn thì mình cũng rất là hay gặp trong cái mùa đông hoặc mùa thu xuân, mùa thu mà chuyển sang đông nó lạnh bất ngờ, gió lạnh đấy, thì người ta dùng cái thuốc mà bột giải cảm, tứ thời giải cảm, hoặc là có thể dùng đơn giản như một cái nồi lá sông thôi. Nồi lá sông thì mình cũng giới thiệu với mọi người là sẽ gồm trong cái nồi lá sông của mình nên dùng có 3 thành phần. Một phần thành phần thứ nhất là cái lá là có cái chất tinh dầu để cho nó làm cho sát khuẩn cái đường hô hấp. Ví dụ như những cái lá chanh, lá bưởi, lá tía tô, lá kinh giới, xả, bạc hà thì hoặc đó thì là những cái chất đó nó có tác dụng sát khuẩn đường hô hấp. Cái thứ hai là cái những cái lá nó có tác dụng hạ sốt như là lá tre, lá dúi, khoai lang thì nó có tác dụng là giải hạ sốt cho mình. Cái thứ ba thì những cái lá mà có tác dụng có cái tác dụng chất kháng sinh như là hành, tỏi thì mình trộn vào đó, mình có thể tùy cây nhà lá vườn có cái gì thì mình bỏ vào mình làm cái nồi lá sông. Thì cái sông đó nó cũng giải cảm cho bệnh nhân ngay từ đầu. Nếu như mình mới nhiễm mình điều trị liền thì nó không để lại những cái biến chứng. Hoặc là mình dùng cái tô cháo giải cảm cũng đơn giản, rất đơn giản, gồm có những cái củ hành, hành tươi, hành lá và cái tía tô, rồi cho thêm một cái lòng đỏ trứng mà tươi mới vào thì cũng rất là tốt. Xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, chúng tôi vừa nhận thêm được một cuộc điện thoại từ phía khán giả. Xin mời anh chị có thể nêu lên tình trạng sức khỏe của mình ạ. Alo, xin chào chương trình ạ. Tôi là ở Hòa Nhơn, Hòa Vang. Hiện bây giờ là có 2 cháu bé, một đứa 3 tuổi và một đứa 6 tuổi. Không hiểu sao đó, nó bình thường nhưng mà đến sáng dậy á, nó cầm bằng chải răng là nó ọe ra rất là nhiều đờm trong đó. Thì xin hỏi bác sĩ tư vấn dùm cho bé là nên những cái trường hợp như vậy á, là cần cho bé vệ sinh bằng cách nào để cho nó tránh tình trạng như vậy. Cái đánh bữa thì nó ọe ra máu luôn rồi bác. Với lại buổi trưa á, cháu vẫn bình thường như khi nằm quạt kìa. Trưa nhưng mà dậy cái là nó thở không được, nó cứng họng, cứng mũi luôn. Bác sĩ tư vấn được cho cháu. Xin mời bác sĩ Hiếu ạ. Vì thời lượng của chương trình cũng có hạn nên bác sĩ có thể tư vấn ngắn gọn một tí ạ. Theo chị thì theo chị này thì con của chị bị bữa sáng hay đánh răng thì khạc đờm. Thì theo tôi thì cháu nó bị cái mũi họng. Thường thì khi ngủ dậy thức dậy thì cái đờm ở mũi nó chạy xuống họng, nó thường nó gây rất là khó chịu. Thì được thì chị phải đưa cháu đến để kiểm tra. Nếu được thì họ có thể soi từ mũi xuống họng xem thử cái mức độ như thế nào, có vấn đề gì không. Đó, thì mới điều trị cho cháu nó chính xác được. Vâng, thì còn buổi trưa, cái biểu hiện của... Còn buổi trưa, buổi trưa thì thường cháu mà nằm quạt á,
nếu như thường mấy bậc cha mẹ không có để ý, nếu như cho quạt mà thẳng vào nơi mặt thì chắc chắn cái mũi nó sẽ ngạt thôi. Nếu như mình cho thì mình cho xa ra hoặc là từ nơi bụng trở xuống thì cái mũi nó sẽ đỡ ngạt hơn. Vâng. Yeah. À, về y học cổ truyền, y học hiện đại là như vậy, thì bác sĩ Hoa có thể có thêm thông tin gì để tư vấn cho quý vị khán giả này ạ? Cháu mà như hồi nãy nói là cháu bị đàm buổi sáng á, thì nói như bác Hiếu, nhưng ngoài ra thì có thể là do cái tỳ nó lạnh á, thì có thể mình cho nó uống cái nước gừng, cái gừng chưng với mật ong á, thì có thể là nó tan bớt cái đàm đó á, là một. Cái thứ hai là nói như bác Hiếu là, như hồi nãy đầu tiên tôi cũng đề cập cái nguyên nhân để mà gây cái viêm đường hô hấp trên rất là nhiều, mà chỉ một cái mức độ nằm quạt đó cũng là một cái nguyên nhân, thì phụ huynh nên chú ý để mà tránh đi. Vâng, xin cảm ơn hai bác sĩ ạ.